Shop Bà Hương xin kính chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, các bạn vào xem nhé. Mình tiếp tục quay gửi đến mọi người một cái sản phẩm lắc tay bằng chất liệu bạc ta. Thiết kế ở đây là ba chữ Phúc Ngọc Thọ. Đó thì bạn nào mình thích cái sản phẩm mà lắc tay nhé, mà đeo làm trang sức đẹp và nó lại có ý nghĩa phong thủy nữa thì các bạn hãy tham khảo mẫu này. Mẫu này thì được thiết kế ba chữ Phúc Ngọc Thọ ở cái đoạn giữa nhé, đoạn giữa của lắc đấy. Và cái đặc biệt ở đây là mình thiết kế rời, tức là mỗi một chữ là trên một cái bảng độc lập nhau nhé đấy, và kết nối với nhau bằng một cái thanh chốt ở giữa như này. Đó thì nó sẽ rất là mềm mại, khi mà mọi người đeo lên tay nó sẽ không bị cứng cái đoạn bảng này. Nếu như mà làm không tách rời ra và không có cái chốt ở đây mà làm trên cùng một cái đoạn bảng bảng liền nhá, đấy thì nó sẽ, mọi người đeo là nó sẽ có cảm giác là nó cứng đấy. Còn khi mà thiết kế như này ấy, thì nó sẽ mềm mọi người nhá, đấy, và đeo lên tay là ôm tay luôn. Các bạn nhìn đấy, cái sản phẩm thiết kế bên nhà mình mẫu được làm rất là dày và cực kỳ là chắc chắn đấy. Mọi người đeo thì cứ yên tâm thôi, không bao giờ sợ hỏng được nhá. Mẫu này thì mình sẽ đặt lên tay cho các bạn xem thử cái dáng của cái sản phẩm lắc tay này đấy. Khi mà đặt lên tay là nó sẽ có cái dáng nằm ôm như thế này luôn đó. Và cái bản thân ngang của cái sản phẩm này thì tầm độ 1/8 nhé, trọng lượng tầm 3 cây. Mình cũng có một cái mẫu y chang như này nhưng mà trọng lượng nhỏ hơn, bản to ngang bé hơn nhé, nó tầm độ 2 cây ấy. Thế thì bạn nào mình thích cái mẫu này mà lại thích nhỏ hơn thì các bạn hãy tham khảo nhé. Mình sẽ gửi mẫu để cho các bạn xem đấy. Còn bạn nào mình thích đeo cái sản phẩm lắc tay mà nó có trọng lượng tầm 3 cây, có cái chữ Phúc Ngọc Thọ như này thì các bạn hãy tham khảo cái mẫu mình đang quay này đấy. Và bên nhà mình là mình sẽ làm bạc đẹp cho mọi người, mình sẽ nhận làm nhé theo size, tức là bên nhà mình khi mọi người đặt hàng là mình mới làm đấy, và sẽ làm theo size của mọi người. Vì vậy mà size to size bé là đều đảm bảo cho các bạn là có sai nhé. Đó thì mọi người hãy xem nhé, xem tham khảo đấy, cảm thấy yêu thích thì các bạn có thể là alo cho mình, hoặc là các bạn Zalo mình sẽ tư vấn báo giá cho các bạn tại cái thời điểm mà mọi người hỏi hàng mình nhé. Đó thì rất là cảm ơn các bạn đã xem cái video này và đã ủng hộ kênh cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.